Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt MTB3 này với cái phần mềm Haravan Retail để các bạn có thể in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Haravan Retail nha. Thì các bạn lưu ý thì cái máy in MTB3 này chỉ kết nối được với cái điện thoại Android trên cái phần mềm Haravan Retail thôi nha các bạn. Còn điện thoại iPhone thì các bạn phải mua cái máy in mạng, máy in wifi, máy in không dây bên mình thì mới có thể in được trên iPhone hoặc là Android luôn. Riêng cái máy in Bluetooth thì chỉ có thể kết nối được trên cái hệ điều hành Android thôi nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha. Đây là cái máy in MTB3, in được cái khổ giấy là 80mm nha các bạn. Đây khổ giấy 80mm nè. Đây ha, đây khổ giấy to nha các bạn. Thì đi kèm theo máy in là có một cái máy in nè, một cuộn giấy, là một cáp sạc, là một cái củ sạc nè. Thì cáp sạc này có thể vừa sạc vừa có thể sử dụng để kết nối với cái máy tính để các bạn có thể in cái hóa đơn trên cái máy tính hoặc laptop luôn nha. Còn cái đĩa này thì các bạn có thể sử dụng để cài cái driver cho máy tính. Thì các bạn liên hệ bên mình đó, mình sẽ gửi cái file mềm qua cho các bạn, không cần phải sử dụng cái đĩa đó đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái khay giấy ra, các bạn bỏ giấy vào nha. Thì các bạn dùng hai ngón tay này, ngón tay cái và ngón tay trỏ này, các bạn bật nó lên là được nha. Rồi cái giấy này bên mình test sẵn để biết được máy có lỗi hay không. Thì các bạn lấy cuộn giấy các bạn bỏ vào nè. Đây các bạn bỏ theo cái chiều này nha. Các bạn bỏ ngược đó là nó sẽ không ra mực nha. Rồi các bạn lấy hai ngón tay các bạn đè xuống. Rồi đằng sau các bạn tháo cái cục pin ra. Các bạn tháo cái miếng dán chỗ cục pin ra nè, miếng dán cách điện nha các bạn. Bên mình dán để vận chuyển nó được an toàn nha. Rồi các bạn tháo ra, các bạn gắn vô lại. Rồi các bạn bấm nút nguồn là các bạn mở nguồn lên ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test. Bấm in test để các bạn biết được cái máy này có hoạt động bình thường không, hay là lỗi hay bị gì đó như thế nào á. Có thể các bạn xem dung lượng pin ở trên đó luôn. Rồi các bạn tắt máy đi ha. Rồi các bạn bấm giữ hai nút. Đó, các bạn bấm giữ hai cái nút cùng một lúc nha. Là nó sẽ in ra cái tờ giấy in test cho các bạn nè. Rồi các bạn ghi, các bạn xé ha. Ở đây nè, nó có hiển thị được cái dung lượng pin của các bạn nè. Cái password để kết nối là 4.0 nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái phần mềm Haravan để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì trước tiên các bạn vào, các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Rồi các bạn vào, các bạn bật Bluetooth lên nè. Các bạn thấy cái tên máy in là MTB3 nè, các bạn click vào nè. Rồi các bạn ghép đôi nè, mật khẩu là 4.0 nè, các bạn nhập vào nè. Khi nào máy nhảy lên trên đó là ghép đôi thành công nha các bạn. Rồi đã ghép đôi thành công rồi nha. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm Haravan lên. Rồi cái phần mềm Haravan thì các bạn đăng ký cái tài khoản. Sau đó các bạn được cái giao diện như thế này ha. Rồi các bạn vào cái cửa hàng nè. Các bạn vào máy in nè. Rồi các bạn thêm máy in nè. Rồi kết nối Bluetooth nè. Rồi các bạn thấy tên MTB3 không? Cái tên mà nãy mình vừa ghép đôi đó, các bạn click vào nè. Đó, nó có dấu check ở đây là cả kết nối thành công rồi nè. Rồi bây giờ các bạn ra ngoài các bạn in thử nha. Để mình lấy cái đơn hàng mình thử cho các bạn xem nha. In hóa đơn nè. Rồi đây các bạn ha. Để mình in tờ nữa cho các bạn xem. Rồi đây các bạn, đây là có hóa đơn trên cái phần mềm Haravan mình vừa in ra nè, mực nó rất là đậm và nét nha. Rồi ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì các bạn click xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để các bạn mua hàng, được giao hàng tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha, nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.